hello các bạn, và bây giờ mình đang tới cái chỗ tập yoga rồi, thì rồi bắt đầu mình đi lên trên đó ha, để mình tập yoga rồi mình cho bạn xem là mình đem hai cái gì để uống đây. Nước mật ong với chanh, tại vì đang bị đau họng á, cho nên sẽ đem theo cái này để uống ha. Đó nè, sáng mới nấu nè, xong rồi bỏ vô. Tại theo người ta nói á, là mình uống mật ong với lại chanh á, thì nói chung là cái đường ruột nó sẽ tốt. Đó, cho nên là mình sẽ pha cái này để uống nè. Đây giờ mình vô ngoài chỗ thang máy nè, có những dân hàng người ta vẫn chưa mở cửa nè. Bây giờ mình chơi tới cái chỗ yoga. Rồi thì bây giờ mình đến sớm xíu cho nên mình sẽ ra cái bàn để ngồi mình đợi ha. Ngồi đợi có lẽ là sẽ uống nước cam. Cột tóc lên trước cho nó gọn gàng. Đó thì mình chỉ cột đơn giản thôi, cột lại xong hết quấn xuống cho nó gọn gàng để mình dễ tập. Bây giờ để xong rồi mình sẽ vô trong cái lớp của người ta có chuẩn bị võng chưa, rồi mình sẽ cho các bạn xem ha. Hát bính xong rồi, wow.
các bạn. À, người ta đang giỏng đi nè. Đó, tập đi cái giỏng đi nè. Đó, thấy cái chị đang đang ngồi giỏng này cũng được. Đó, cái giỏng là giỏng thôi. Ok, và chắc có lẽ là mình sẽ tắt nha, tại vì khi tập á người ta không cho quay thì mình cứ để quay như vậy các bạn xem. À, với lại mình ra coi cái khung cảnh ở bên ngoài nè. Đó, khung cảnh buổi sáng ở bên ngoài đó, người ta cũng rất là tấp nập các bạn.